Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Rồi hôm nay tiếp tục em lại lên cho các bác 4 cặp loa Boxeal hàng đời cao nhé, hàng VIP ấy, dạ, mà loa đẹp 4 cặp này, màng lõm có này, rồi là 0 số 2 này, là nông này. Loa đẹp lắm nhé, hàng đời cao. Em đi chi tiết từng món và báo giá luôn các bác nhé. Rồi đầu tiên số 1, cặp số 1 là cặp V7 nhé, cặp này đẹp keng luôn ạ, lưới liếc đầy đủ. V7 cái dòng này là cái dòng đời cao rồi, bác biết là có V3, V5 rồi đến V7 không nhá, gần đời cuối rồi. Đấy, loa này phân tần lớn, củ từ cũng lớn và cái chép nó rất là VIP luôn. Cái loa dòng này mà có bỏ ra bán rời cũng được, vẫn được nhá. Đấy, loa còn rất đẹp, mã số 2285, 140W cặp nhá. Loa đẹp nhé. Cặp này em bán 1 triệu. V7 1 triệu là rất là hợp lý các bác nhé. Còn điện rất là đẹp ạ. Đây đẹp lắm. Quay kỹ cho các bác. Tuyến loa. Giá 1 triệu các bác nhé, số 1. Rồi sang số 2. Một cặp ME33. Hàng bãi nhưng mà phải nói là cặp này rất là đẹp nhé. Đẹp xuất sắc luôn ạ, đẹp đẹp như mới. Lưới này lâu lắm có cặp loa mà hàng bãi mà nó đẹp như vậy. ME33 thì có một cái bát 14, cái gân nó này, cái gân cao su rất là tốt luôn, và cái màng nó này, các bạn nhìn này, đấy màng rất chất luôn, có dòng đời cao nhé. Loa chép này, để chia lên trên cho các bác nhìn thấy nó đẹp này. Quá đẹp luôn. Quay phía sau cho bác coi nhé. Loa đẹp như mới vậy. Lâu lắm có cặp loa đẹp như vậy. Đấy. Xuất sắc luôn. Mã số 8299, số đẹp luôn các bác nhá. 100W một cặp 6 ohm. Giá cái cặp loa ME33 này em đang bán với giá 1,2 triệu các bác nhá. 1,2 triệu thì cũng giống như mấy cặp trước em bán 1,2 triệu thôi, nhưng hôm nay cặp này các bác nào mua được cặp này thì ok này, nó rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Đây là vết lơ đây. Hát hò ok. Bác nào thích bát lực chơi dòng này rất là hay. Đẹp xuất sắc luôn. Cũng bằng giá bình thường em bán nhưng mà cặp này nó đẹp hơn nhiều. 1,2 triệu cặp số 2 các bác nhá. Rồi sang cặp số 3 là cặp loa 062. Dòng D0262, dòng này là dòng loa rời các bác nhé. Bát 14 cũng có thân tần chép to và là loa rời các bác nhé. Loa này để trên kệ này nó hơi, cái kệ này cong, nhìn nó vậy thôi. Loa lớn các bác nhé, loa này lớn. Rồi đánh âm ly rời đấy. Quay phía sau các bác coi này, loa lại còn rất đẹp nhé. Mã số 8395, 140W cặp. Loa còn đẹp. Giá 1,2 triệu các bác nhé. 1,2 triệu cái cặp loa này. Đây. Cái loa nó màu hơi màu kiểu cherry. Lưới đấy ạ. Giá 1,2 triệu số 3 các bác nhé. Rồi sang cặp số 4 là cặp N7X. Nó cũng đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Dòng này các bác này, màng nó đẹp như mới vậy. Màng trắng tinh, viền vải tẩm dầu, vải xếp nhá. Bát rất lực dòng này, chép thì chép được đạn rồi các bác biết rồi. Dòng này, lưới đầy đủ luôn. Đây quay phía sau cho các bác coi. Đấy, đẹp keng xe beng luôn. Mã số 9923, 140W cặp. Rất là đẹp các bác nhá. Quá đẹp luôn cặp loa này. Giá 1,1 triệu nhé. Trời, cái loa này bây giờ xuống nó trước các bác chuộm, nhiều các bác chuộm bán 1,5 triệu cũng được. Bữa nay về nhiều bán giá cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Những cái dòng loa này có thể làm loa lời hát karaoke được nhé. Và cũng phải nói thêm là thường tối đến em hay thích nghe dòng loa nhỏ. Lý do là khi mình quay loa lớn mình phải mở to lên mình nghe nó mới
nó mới đủ hết nhạc cụ được. Nhưng mà riêng dòng loa nhỏ thì mình nhỏ thôi, mình thường mình nghe nhạc mình đâu nghe to luôn, mà nhỏ thôi vẫn hay, nhất là những dòng nhạc mà tiết tấu nhanh. Rồi em vừa rồi lên cho bác 4 cặp loa báo giá cụ thể nhé. Thì bác nào có nhu cầu cái gì cặp số mấy cứ nói cặp số mấy thôi nhé, thì alo cho em, bên em cũng cọc sẽ đi hàng, cọc bên môi chịu ship đó. Loa thì cọc 400 đi hàng rồi, nhưng mà bác nào cứ chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc cho bác nhé. Rồi 4 cặp loa như hình nhé, còn rất đẹp ạ, loa tất cả đẹp hết, 4 cặp tuyển chọn ạ. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhé. Rồi tới em lại sẽ chuẩn bị xong công việc thì em sẽ bán số lượng lớn nhé, lên một video lên nhiều sản phẩm cho các bác nhé. Vừa rồi em có công việc cho nên là không có dọn được các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác.